Không biết nước phốt mà cả đôi người pha nước phốt kìa. Nước phốt má ơi. Nước phốt má ơi. Trời ơi em luôn. Trời ơi anh ngồi đi. Phải xét lại coi mới được má ơi. Trời ơi camera đâu. Quay phút cho mẹ em trời ơi. Phải không? Anh này không phải nước phốt mà là nước nước. Rồi, lấy đẹp thuốc đi. Lấy đẹp thuốc đi. Rồi, thuốc đi.
trời không lấy hết quá cái gì hết trơn á. Hay quá. Hay quá. Ủa sao đi về luôn chị? Ôi. Nhảy chút đào, nhảy cái bụng cho nó. Quá. Trời, ủa sao em? Cái gì? Ông trời lấy hết của em. Đúng á, ông chị phải lên. Ông trời lấy em là đúng rồi đó. Nhưng mà ông trời bán em một thứ. Thứ gì? Em biết thứ gì không? Thứ gì? Từ thứ hai tới chủ nhật. Hiểu không? Hiểu không? Thứ hai chủ nhật. Hỏi liền cái. Là biết gì không? Không biết. Về nhà sáng phố lại đi má. Chờ không? Chờ. Người yêu ơi, sao tìm mùa người
gì không? Bài này là bài gì không? Đêm nay ai đưa em về sáng tác của ai? Biết không? Sáng tác của ai? Quý vị biết bài hát này sáng tác của ai không ạ? Dạ, ca khúc ai đưa em về sáng tác của ai ạ? Em test thử ấy. Biết không chị? Rồi bây giờ thôi, em ba đã test xong rồi, em test khán giả, test thành viên nè. Ai? Năm Việt Nam. Ông nghiêm túc nha. Ông biết, rồi, chào. Văn Úc Trường. Nhiêu? Văn Úc Trường. Văn Úc Trường là đánh đờn em. Đó bán quyền. Hiếu My, chị tin em. Mẹ đi em. Nghĩ sao mà đối em, nó đang được phim Bolero mà. Cái bài này chưa hát không có biết. Bài đó má là má khỏi đố, cái má này mà biết được là học nhạc diện hết rồi má. Dám hùa phải không? Không, cái này là sáng tác chứ đâu phải là ABC đâu mà nhạc diện vậy. Không, cái này là sáng tác của ai? Bà là chủ nè. Sáng tác của ai? Đêm nay ai đưa em về? 3, 2, 1. Đi cho liền luôn á. Chào, chào bắt tay cho chị lộ lộ quý vị. Đã thấy không? Sáng tác mà không nhớ. Và ca khúc này sáng tác của Nguyễn Ánh Chính. Con số 9. Má ở đó chắc điện thoại luôn đó. Con tao luôn rồi, không nhớ tên nữa, đừng nói. Đó là Nguyễn Ánh Chính. Trời ơi, có khi chồng tôi mà tôi ghi tên không còn sai nữa. Đừng nói. Thiệt, sao mà mày hỏi quá. Chị hỏi nhầm ngu á. Tao hay quá ơi. Chứ tao không có ngu tâm. Tao bước mày vô đây làm gì? Cái này đúng, à, mày đúng, cái này là đúng rồi. Anh là công nhận vậy đi. Ừ, chứ thấy không cần không có gì hết trơn á. Ủa, sáng tác của ai vậy? Nguyễn Anh Chính má. Mày Nguyễn Anh Chính lại. Mày không những bóng mà còn phùng nữa, Nguyễn Anh Chính lại. Có, không hiểu gì âm nhạc, không có biết. Thật sự là mày đi hát chưa? Em thuộc, em được nhiều dòng loại nhạc lắm nhưng mà em không có biết tác giả. Nhiều dòng loại nhạc đó hả? Ờ, opera, hí kịch này nọ kia, dance poker này nọ, em biết hết. Đúng ra mày thông minh lắm. Ừ, giờ trả hết đi nha. Thẩm giết mày. Xuống.